Xin chào bác, em tôi đơn giá đang thiết kế sâm cao đen rừng già cho một anh khách quen anh đặt để ngâm rượu các bác này. Thì em làm em sẽ ngâm từ tối hôm qua rồi, bây giờ nó sạch rồi em sẽ rửa đi. Đây em sau khi đã rửa hết sạch bằng thủy lực và cọ phần củi thì sâm cao đen nó sẽ trắng phần vỏ ngoài này. Đấy, sau đó em sẽ thái đôi hết ra, thái đôi từng củ một ra này. Thái đôi ra. Thế do để đảm bảo cho khi mình ngâm ấy, cái nhựa trong phần này là của sâm cau ấy nó sẽ tiết hết ra. Đây này, cái phần em đã bổ đôi rồi này. Đây là loại chọn lọc, em chọn những củ to, già và dài các bác nhá. Đây trước khi em ngâm thì em sẽ phải cho cái bắt buộc sẽ phải cho cái cám gạo này. Cái cám gạo là cám mà xay từ cái lúa cái thóc ra các bác nhá. Bình thường mình có thể ngâm nước vào gạo được, nhưng mình ngâm được cám gạo nó sẽ lưu lượng đặc hơn, nên mình khử cái nhựa nó sẽ nhanh và nó triệt để nhiều hơn. Đây em sẽ cho cám gạo vào. Đó. Mình làm cái đồ thuốc này mình phải làm rất là kỹ, phải triệt tiêu đúng quy trình. Chứ nếu mà sâm cau tươi này, nếu mà mình mà không khử nhựa hay không làm đúng quy trình thì cái nhựa nó vẫn còn, thì các bác uống sẽ rất là hại gan, nó sẽ làm gây cho lòng gan đấy. Cám gan và có người mẩn ngứa. Đấy, mình sẽ em sẽ khoảng tan cái phần cám gạo vào nước. Sau đó em sẽ phải đổ cái phần mà mình đã thái tươi của sâm cau ra. Sau đó mình khoảng đều mình ngâm. Mình ngâm sau khi mình ngâm khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Nếu mà mình ngâm rượu tươi thì mình cần ngâm được 6 đến 8 tiếng thôi. Còn đâu mình mà phơi khô sao vàng hạ thổi về mình ngâm 12 đến 14 tiếng các bác nhé. Đấy. Sau khi mình ngâm thì cái nhựa nó sẽ ra, thì cái lúc cái tiết cái bọt nhựa độc ấy nó sẽ nổi trắng hết cả lên. Thì lúc đó mình sẽ rửa sạch hết đi, đảm bảo lúc cái nhựa nó khử hết được. Thế mà làm cái sâm cau này mình phải làm rất là cẩn thận. Nếu không biết làm hoặc ai bán mà không biết làm hoặc không tư vấn cho khách hàng biết thì nó sẽ được phản, từ cái tốt nó sẽ thành phản tác dụng, uống nó sẽ thành hại gan, bổ thận, nhưng mà uống không khử nhựa sẽ thành hại gan. Đó. Đây, chỗ này anh khách quen anh đặt thì em sẽ phải làm hết cái chỗ này. Đây. Sau khi em phơi em ngâm xong thì em sẽ anh ngâm rượu tươi thì em chỉ phơi qua cho nó ráo cái vỏ thôi. Em sẽ xuất đi cho anh. Bác nào cần cái sâm cau đen rừng già về bổ thận tráng dương tăng cường sinh khí thì các bác cứ alo đặt trước để em cho em cái đơn giá các bác nhá. Đây là loại thừa các bác nhá. Các bác nhìn này. Củ toàn to như ngón tay luôn. Dài. Nó ra cực kỳ già đanh. Em bẻ nó xem. Đó. Đây. Củ nào cũng già. Đây này. Đó, lõi này. Các nhìn thấy nhựa không? Nhựa rất là ngứa nhá. Cái nhựa này cực kỳ ngứa, nếu không làm quen ngứa móc tay luôn. Đó. Đó. Đấy, em xin kết thúc cái video tại đây để em tắt máy em tiếp tục em làm tiếp thôi nhá. Xin chào bác.